Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với tin tức mới, kênh cập nhật những thông tin nóng hổi có trong ngày. Và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình đến với những tin tức nóng nhất 24 giờ qua. Những tưởng là câu chuyện cũ năm nào cũng bàn, nhưng có những thực tế lại chưa từng tỏ tường khi mà hiện nay rất nhiều giáo viên Hà Nội và các tỉnh lẻ đang sống với mức lương 3 đến 4 triệu đồng một tháng. Có lẽ chính vì vậy, ngay trước thềm năm học mới 2020-2021, một cô giáo trường tiểu học Cẩm Dương thuộc Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã bất ngờ làm đơn xin nghỉ việc với lý do thu nhập từ công việc dạy học không đảm bảo được nhu cầu cuộc sống gia đình. Câu chuyện này đang gây xôn xao dư luận khi cô tiết lộ mức lương chỗ làm mới cao gấp chục lần so với lương đi dạy của mình. Những ngày qua, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin cô giáo Phạm Thị Báu, giáo viên trường tiểu học Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh viết đơn xin nghỉ vì mức lương không đủ sống. Theo đơn của cô giáo Báu, gửi cơ quan chức năng, lý do xin nghỉ là: tôi vào ngành từ năm 2004, đến nay đã được 16 năm công tác giảng dạy, hệ số lương hiện nay là 3,99, bậc lương 6. Thu nhập từ công việc dạy học không đảm bảo được nhu cầu cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi, nên tôi viết đơn này xin nghỉ việc để chuyển sang công việc mới. Liên quan đến sự việc, ông Lê Xuân Hạnh, hiệu trưởng trường tiểu học Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên xác nhận cô giáo Phạm Thị B đã viết đơn xin thôi việc. Thầy Hạnh chia sẻ, chúng tôi đã nhận được đơn của cô Phạm Thị B xin nghỉ từ ngày 1 tháng 9. Cô giáo B nói là lương thấp, thực tế hiện lương của cô là hơn 8 triệu đồng một tháng. So với các giáo viên trong trường thì mức lương đó cũng khá cao, cô B công tác tại trường được 16 năm. Bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Cẩm Xuyên cho biết, hiện phòng giáo dục và đào tạo huyện vẫn chưa nhận được đơn xin thôi việc của cô giáo Phạm Thị B cũng như của trường gửi lên. Nếu nhận được đơn thì phòng giáo dục và đào tạo huyện sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Một số người cho rằng nếu đi dạy thêm thì cô giáo lâu năm như cô Báu có thể thu nhập ngoài lương khoảng 20 đến 30 triệu mỗi tháng. Song tài khoản Phạm Báu chia sẻ, em muốn 300 triệu một tháng. Trước đó vào ngày 18 tháng 8, cô Báu chia sẻ thông tin lên trang Facebook cá nhân. Sáng vừa mở mắt, tài khoản đã có hơn 1.100 đô. Không biết nó đâu ra, đúng là chỉ có ở C1. Nói về đơn xin nghỉ của cô Phạm Thị Báu, ông Lê Xuân Hạnh chia sẻ thêm, nhà trường đã nhận được đơn xin thôi việc của cô Báu và đã làm tờ trình, gửi lên phòng giáo dục để có hướng giải quyết. Cũng theo vị hiệu trưởng, cô Báu cho biết thu nhập bên lĩnh vực kia rất khủng, lương khoảng 60 đến 70 triệu đồng một tháng, cao gấp chục lần lương giáo viên như cô nên cô tự nguyện viết đơn xin thôi việc. Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra bất bình khi hệ số lương 3,99 cũng không phải là quá thấp, nhưng cũng có ý kiến cho rằng dù bậc lương đó hiện nay cũng khó duy trì cuộc sống, như bình luận để lại dưới bài đăng của cô Báu như: tôi đi dạy 8 năm nay, vẫn là giáo viên hợp đồng và không biết chờ đợi đến bao giờ mới được vào biên chế. Hiện nay mức lương cũng chỉ vỏn vẹn khoảng 3 triệu một tháng, nhưng tôi vẫn sống thấy tốt, vẫn yêu nghề và chưa bao giờ có ý định từ bỏ nghề giáo. Còn biết bao nhiêu giáo viên miền núi sẵn sàng xung phong đến các điểm trường khó khăn, lương cũng chỉ vài triệu nhưng họ vẫn gắn bó với nghề, buồn với cô giáo xin nghỉ việc quá. Trái ngược với quan điểm trên, anh Huỳnh Minh Hạnh ở Hà Nội cho hay, thực ra nếu mức lương 8 triệu, hai đứa con ăn học lại đối nội đối ngoại, bố mẹ hai bên thì cũng khó cho cuộc sống thật. Nếu thấy không yêu nghề nữa, mức lương chưa tương xứng thì cô giáo có thể chọn một nghề khác, có gì đâu mà căng thẳng. Ngay sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người quen biết đã vào hỏi han chia sẻ. Họ bày tỏ sự tiếc nuối cho quãng thời gian 16 năm phấn đấu trong công tác với bao vất vả gian lao của người giáo viên. Nay đến thời kỳ đỉnh cao thì lại xin nghỉ việc. Trong rất nhiều câu hỏi của bạn bè, người thân, cô giáo Phạm Thị Báu có hồi âm một vài người bày tỏ quan điểm lương tháng 8 triệu rưỡi không đủ ăn chứ chưa nói mua nhà, mua xe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để liên tục cập nhật những tin tức nóng nhất đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.